Đây là đoạn đường từ ngã tư Trần Nhật Duật với lại Vị Xuyên, đoạn từ Ủy ban phường Trần Thế Sương. Tất cả các cái mặt bằng phía bên mặt bằng thuê ấy, thì ở đây là người ta cũng đã xây gần như là ra tới hết sát đường. Ở đây có một cái nhà thờ Đạo Tin Lành, người ta cũng xây ra tận ngoài rồi, vỉa hè chỉ còn khoảng 80 phân thôi. Có duy nhất là có 1, 2, 6 hộ dân ở đây thì là xây thụt lại. Phía bên này là chợ rồi. Đây là 181 mặt bằng mình dự kiến thuê. Thì bắt đầu từ một nhà số 181 mà đến ngã ba Trần Nhật Duật với lại đường Hàm Thuyên ấy, thì là tất cả các hộ dân ở đây đều xây kiên cố ra tới sát mép đường. Phía bên này thì có vỉa hè, phía đối diện có vỉa hè, phía bên này thì họ xây kiên, tất cả xây kiên cố ra sát mép đường mà không có vỉa hè. Thậm chí là có nhà còn đang xây, nhà bên cạnh là mới xây xong. Ở phía bên này thì có vỉa hè, phía bên đối diện thì có vỉa hè. Đấy, đến tận ngã, đây là ngã ba Trần Nhật Duật với đường Hàm Thuyên.